Hướng tốt thứ hai của năm nay có thể nói đến là hướng chính bắc, vì năm nay có bát bạch thổ đáo tới. Bát bạch thổ thì là gọi là sao tà phù đấy. Tà phù là bát tinh, chủ về thăng tiến tài lộc này, quan chức này, và có thể hóa giải rất là nhiều hung họa nữa. Đây vừa là cát tinh lại vừa là vượng tinh nữa. Vậy nên là nếu mà biết cách kích hoạt vận khí cho ngôi sao bát bạch thổ này thì cũng sẽ làm cho cái vượng khí của ngôi nhà chúng ta tăng lên rất là nhiều. Gia trạch sẽ hưng vượng, sự nghiệp thì sẽ khởi sắc, và nhất là những người mà làm công việc buôn bán kinh doanh. Tất nhiên là chỉ trong trường hợp chúng ta biết cách kích hoạt thôi. Thì chúng ta có thể dùng những vật phẩm phong thủy mang hành thổ, ví dụ như là bi cầu Thạch Anh này chẳng hạn này. Bi cầu Thạch Anh cũng kích hoạt, mà chúng ta đặt ở phương có bát bạch thổ sẽ làm kích hoạt nên năng lượng của nó rất là tốt.